Xin chào quý anh chị, các bạn đã trở lại với kênh của Xe 365. Ngày hôm nay thì Tuấn cùng với đội ngũ kênh sẽ đi chi tiết lại một cái siêu phẩm, đó là chuyên cơ mặt đất, một chiếc xe mà rất nhiều quý khách hàng chắc đang quan tâm đến nhưng mà chưa nắm được chi tiết ngoại thất lẫn nội thất bên trong và được trang bị như gì. Thì cả cái clip này Tuấn sẽ đi chi tiết cho quý anh chị các bạn. Trước khi đi vào thông tin về Alphard, Tuấn xin phép tất cả quý anh chị các bạn hãy đăng ký kênh như chia sẻ để biết thêm nhiều thông tin về xe nữa. Vâng, trước mặt quý anh chị các bạn đây là chiếc xe Toyota Alphard, chiếc xe chuyên cơ mặt đất với 7 chỗ ngồi. Với cái dòng xe này thì Tuấn thấy là với cái nhu cầu của tất cả quý anh chị các bạn ở đây thì mọi người có thể biết là dành cho những đối tượng như nào, mọi người có thể đưa ra những nhận xét comment phía dưới. Ở đây một chiếc xe Alphard này là nhập nguyên chiếc ở Nhật Bản với thông số là 3, động cơ sử dụng động cơ là 3.5, nó sản sinh ra là 296 mã lực và kèm theo là mô men xoắn là tôi nhớ không nhầm là 361, một đó là mô men xoắn của xe. Với cái động cơ và như vậy thì tôi thấy cũng khá là hài hòa thôi. Ở cái phần đầu xe này mọi người có thể nhìn thấy với cái thiết kế cũng khá là hầm hố và có một cái mặt ca lăng rất to bản, mọi người có thể nhìn thấy đúng không ạ? Mạ chrome này và những cái logo nhìn khá là mới lạ cho chiếc xe Alphard này. Chúng ta sẽ có xen lẫn cái mặt ca lăng, nói chung là tôi thấy to bản, nó nhìn nó bề thế, rất là dễ nhận biết khi quý chị nếu mà nhận biết trên đường phố Hà Nội hay là những cái thành phố lớn thì những xe này rất là ít thôi. Về cái trang bị ở đây thì tuần tới ở đây này, toàn bộ nhá, đèn daylight, đèn ban ngày dạng led này, đèn chiếu xa chiếu gần dạng led rồi, tất cả chắc chắn rồi, led hết. Và được trang bị ở phía trước đây thì cũng như là đèn sương mù này, cũng có một cái mạ chrome xung quanh và mọi người có thể nhìn thấy. Ở chiếc Alphard này thì Tuấn chia sẻ thêm là chúng ta đã được trang bị dụ như mắt camera trong hệ thống camera 360 độ, kèm theo chúng ta sẽ có như là được kết hợp tính năng Toyota Safety Sense. Nó sẽ bao gồm như Tuấn sẽ chia sẻ luôn cho các bao gồm như 4 tính năng như có thể là quý anh chị sẽ biết luôn này, cảnh báo lệch làn, giữ làn đường này, đèn pha tự động thích ứng cao thấp, hoặc là đèn hoặc là kiểm soát hành trình chủ động DRCC giúp quý anh chị đi trên đường ạ. Khi mà xe phía trước còn phanh, xe chúng ta cũng sẽ là tự động giảm tốc độ theo xe phía trước, còn khi xe phía trước họ tăng tốc đạt cái tốc độ mà chúng ta đặt cài đặt trước thì nó sẽ tự động tiến lên, hoặc là cái xe phía trước nó ra một làn bên khác, đó là cơ bản như vậy. Kiểm soát hành trình chủ động. Rồi, đó là tính năng. Đến bên hông của xe đi. Rồi, Tuấn đi nhanh cho chỗ quý anh chị các bạn. Đây là hông mâm xe. Mâm xe một chiếc xe Nhật Bản này Tuấn thấy thiết kế khá là mới lạ. Ở đây là lốp sử dụng tốc là Tozo nhá. Có Boroz. Với cái thông số lốp ở đây Tuấn sẽ chia sẻ này, 235 trên 50 R18. Với cái mâm đường kính 18 này xen lẫn thiết kế là ví dụ như bạc màu đen. Nó cũng khá là khỏe khoắn và thể thao. Đó là cảm nhận riêng của Tuấn. Với cái thông số này thì hầu như chắc chắn là phù hợp đi trong thành phố là chủ yếu ạ. Của một chiếc xe MPV này. Rồi bên về cái cục gương chiếu hậu ở đây thì Tuấn thấy là sinh nhan tích hợp trên gương. Chúng ta sẽ có mắt camera 360 và sẽ có chỉnh điện để xây kính, xây ghế vân vân, rất là đầy đủ. Ở đây chúng ta sẽ có như là đây là chìa khóa của xe nhé, hai chìa khóa thông minh rồi. Sẽ có nhấn mở cửa ở trên chìa khóa này luôn và mở cốp điện luôn. Ở đây chúng ta thấy ví dụ mở từ thôi. Đó. Rồi tí nữa sẽ vào một nội thất sau. Rồi đây. Cửa thì cửa là trượt ngang như này rồi. Khá là dễ khi mà chắc là với nhu cầu của quý anh chị đó mua chiếc xe này, khá là phù hợp. Rồi. Trong điều kiện không cho phép Tuấn sẽ đi đến phần đuôi xe đi. Ở đây này, phần bên hông xe thì mọi người có thể nhìn thấy nhá, với cái thiết kế thì nó rất là to và không gian để bên trong rộng nên nhìn chúng ta sẽ có bên hông có cả mạ chrome. Đến cái phần đuôi này, đuôi ở đây thì đây do cái không gian không cho phép thì Tuấn sẽ quay nhanh thôi để chuẩn bị giao cho khách hàng chiếc xe Alphard này rồi ạ. Ở đây chúng ta sẽ có mạng chrome to bản phía đuôi này, cánh hướng gió này, có đèn phóng phanh trên cao này, từ đấy đây này. Rồi động cơ sử dụng V6 3.5 đây, có cảm biến sau, cảm biến góc này, có hệ thống mắt camera lùi trong hệ thống cam 360. Rồi để tôi xem nào. Nó sẽ có 3 cách mở nhá, để từ sân nào. Rồi mở cả vậy. Đây sẽ là vị trí đuôi của xe. Ở trong này thì Tuấn chia sẻ luôn cho quý anh chị có thể nhìn thấy là ví dụ xem là chúng ta sẽ có những gì ở đây.
Đây, đồ dùng, rất nhiều khách hàng chắc là dòng xe này nó ít mà. Đây là vị trí để đồ kích lẫn dụng cụ tháo lắp lốp cho quý anh chị các bạn. Đó là vị trí ở bên hông phía sau này nhá. Ghế thì ở đây chúng ta sẽ có là ghế chỉnh cơ thôi ạ, chứ chưa có chỉnh điện ở cái hàng ghế thứ ba này. Lát nữa chúng Tuấn sẽ vào nội thất ở bên trên ạ, chúng ta sẽ cho quý anh chị nhìn thấy rõ hơn. Có đèn chiếu sáng vị trí sau này. Rồi, đó là về phần ngoại thất lẫn phần đuôi xe. Tiếp theo rồi Tuấn sẽ giới thiệu cho quý anh chị ở phần nội thất bên trong xe. Vâng, hiện tại thì em Tuấn đang ngồi bên trong nội thất của chiếc xe Toyota Alphard. Ở đây thì Tuấn thấy một cái sự choáng ngợp ở cái vị trí ghế lái này. Rất nhiều cái tính năng. Đây, như quý anh chị có thể nhìn thấy này. Ở đây ghế thì sẽ đã bao gồm ghế lái này chỉnh điện, chỉnh điện 8 hướng thôi, thưa quý anh chị. Nó sẽ có 3 vị trí như ghế ở đây. 3 vị ghế xếp cho quý anh chị và các bạn này. Còn một cái đồ đặc biệt đây, loa toàn bộ xung quanh là xe là JBL. Ở đây chúng ta sẽ có một màn hình rơi khoảng 10.3 inch và 17 loa JBL xung quanh xe. Đó, rất là khủng khiếp phải không ạ? 17 loa nhé, thưa quý anh chị. Nó sẽ cho quý anh chị một cái tận hưởng, một cái cảm giác âm thanh rất là tốt khi mà di chuyển trên đường, nhất là cho những người ngồi hàng ghế thứ hai. Ở đây thì tôi thấy này, vô lăng này được ốp gỗ đẹp này, màu đen và bọc da. Ở đây chúng ta sẽ có những nút cơ bản bên trái là tăng giảm âm lượng, làm dậy hình tay. Bên phải là bao gồm những tính năng của Toyota Safety Sense và có cả nút Cruise Control hay nút kiểm soát hành trình chủ động, nó vẫn như phiên bản cũ. Ở đây chúng ta sẽ có chắc chắn thôi, đèn auto hoàn toàn, gạt mưa auto, chip opto này. Ở phần táp lô này quả chí anh chị nhá, nó sẽ là ốp gỗ. Đây, như quý anh chị có thể nhìn thấy cái phần mà bao quanh phần cần số này, cái phần táp lô này được ốp gỗ, nhìn cũng khá là sang trọng đấy ạ. Ở đây chúng ta sẽ có ngoài ra cái phần điều hòa các vùng độc lập cho các vị trí ngồi trên xe nhé. Ví dụ ghế lái, ghế phụ hay hàng ghế thứ hai cũng có nhiệt độ điều hòa riêng biệt hoàn toàn. Rồi, ngoài ra thì ở đây chắc chắn rồi sẽ có hệ thống phanh auto hold, phanh tay điện tử vân vân. Và hai cái vị trí ghế của chúng ta sẽ có như là ghế nóng lạnh sưởi cho chiếc ghế này. Ví dụ như mùa hiện tại Tuấn đang quay vào thời điểm tháng 6 rất là nóng thì quý anh chị có thể là điều chỉnh nó rất dễ dàng thôi, núm xoay nóng lạnh. Đó là những cái điều mà được trang bị, những cái công nghệ được trang bị trên chiếc xe Toyota Alphard này. Rồi, cửa sổ trời chắc chắn thôi, nó riêng biệt cho hàng ghế thứ nhất hoặc ghế thứ hai, tí nữa Tuấn sẽ cho quý anh chị chia sẻ luôn. Ở đây chúng ta sẽ có cặp gương nội thất trong xe là chống chói tự động. Đó. Đây, mọi người có thể chiêm ngưỡng lại một lần nữa. Tôi chia sẻ rất ngắn gọn thôi về nội thất ở hàng ghế đầu tiên. Rồi. Hộp này thì sẽ bao gồm hộp lạnh nhé, thưa quý anh chị các bạn. Tựa tì tay rất là rộng, nó với cái cách mở khá là thông minh, hai bên riêng biệt như này. Rồi tiếp theo, Tuấn sẽ mời quý anh chị xem hàng ghế thứ hai. Và tiếp theo Tuấn sẽ mời quý anh chị đến với hàng ghế thứ hai của xe nhé. Chắc chắn rồi, một cái không gian mà khá là luxury, sang trọng. Và có một cái vị trí ngồi rất rất thoải mái ở trên đây khi mà Tuấn đang ngồi này. Ở đây Tuấn sẽ có chia sẻ cho quý anh chị này. Ở đây nó sẽ có tất cả vị trí điều chỉnh ngả ghế này, đệm bước chân hay đệm nẹp. Nó bằng điện hoàn toàn, ốp gỗ này, tạo nên một nét, những cái nét sang trọng trên chiếc xe của chúng ta. Đây, toàn bộ kệ từ để ví dụ làm việc laptop cho quý anh chị các bạn, nó khá là tận dụng. Đó là hàng ghế ở hàng ghế thứ hai. Và tiếp theo nữa không thể thiếu nữa, một cái màn hình đây, Tuấn thấy ở đây này. Đây, hàng ghế thứ hai thì nhưng mà có thể nhìn thì khá là thoải mái rồi. Sau có những cái tựa thì để đồ nó khá là rộng rãi trên chiếc xe này, và có cửa sổ trời riêng biệt cho hàng ghế thứ hai nhá. Xung quanh xe như Tuấn đã chia sẻ rồi, 17 loa xung quanh xe để cho cái sự giải trí hay là sự thư giãn trên chiếc xe Toyota Alphard này hướng tới khách hàng một cái sự hoàn hảo nhất có thể. Đó là hàng ghế thứ hai cũng như hàng ghế thứ ba cũng được thiết kế giống hệt như này, với không gian cũng như là độ thoải mái trên chiếc xe Toyota Alphard. Rồi, đó là một cái clip rất ngắn về Toyota Alphard mà Tuấn muốn chia sẻ cho quý anh chị các bạn. Với chiếc xe được nhập khẩu nguyên chiếc ở Nhật Bản, với chiếc xe MPV này 7 chỗ và với cái giá hiện tại là 4.280.000.000, thưa quý anh chị các bạn. Và quý anh chị các bạn cần bất cứ câu hỏi về gì về Toyota Alphard cũng như là thời gian giao xe, màu sắc của xe thì có thể alo trực tiếp với xe 365 với số hotline là 0911 419 868. Rồi cuối cùng, rất cảm ơn quý anh chị đã theo dõi clip này. Hẹn gặp lại tất cả quý anh chị ở một clip tiếp theo ạ.